Thân mến chào quý cô bác anh chị, các bạn nhá. Xin chào toàn thể các anh em bạn bè, chào bạn bè bốn phương. Thế hôm nay mình tiếp tục lại lên một cái video giới thiệu với quý anh chị cô bác cùng các bạn là một cái căn nhà 5 gian kết hợp với lại phòng ngủ phía sau với lại bếp cầu thang lên giữa nhà, và bếp mà hôm trước mình đã lên video thi công ở tại thôn Bản Kéo, xã Hủy 1 của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đây. Thì hôm nay gia đình tổ chức tân gia nhá, lễ tân gia rất là nhiều. Hôm nay rất là nhiều khách đây. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 nhá các bác, mùng 2 tháng 10 nhá. Đây này. Ôi, rất là nhiều mâm. Thế hôm nay bên mình cũng được mời đến dự lễ tân gia của gia đình. Thì căn nhà này có diện tích mặt sàn là 240m² nhá. Bên mình hoàn thiện hết từ A đến Z, bao gồm có phần xây dựng khung, làm mái, xây chát, ốp lát, điện, nước và cả sơn. Và xin công bố với các bác căn nhà này thì có giá trị hoàn thiện bao gồm cánh cửa và cả sơn, tất cả đi hết là 1.3 tỷ nha các bác nhé. Nhà này thì được nguyên cái phần trong lòng nhà ấy, là phần bếp thì không, còn nguyên nhà thì được đổ bê tông mái vát và lợp thêm một lớp ngói lên trên để chống nóng. Thế còn cái phần chân phòng ngủ này thì là lợp tôn. Đấy, video trước thì em đã giới thiệu kỹ rồi, và có công năng sử dụng là gồm có 3 phòng ngủ, một phòng thờ ở đây nhá, đằng kia là bếp, còn đây là phòng ngủ này, 1 này, 4 phòng ngủ nhá, 1 phòng ngủ, 2 3 4 nhá. Đấy, mỗi một ô cửa sổ đấy là một phòng ngủ, còn đằng kia là bếp này. Đây là mặt sau của căn nhà nhá. Tiếp tục là bây giờ đi vào cái phần phần mặt tiền thì được cái dạp che đi rồi. Bên mình hoàn thiện bao gồm cả lan can rồi các thứ tất, sơn trước, sơn vân gỗ đây. Vâng, bây giờ đi chúng ta đi vào chi tiết phần tầng dưới, sau đó đi đến công năng sử dụng của căn nhà bên trong nó có những gì nhé. Của thôn Bản Kéo, xã Hủy 1 của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Chào chị. Chị, vâng, lần này gặp chị khỏe mạnh là ok lắm rồi nhỉ, hồi phục tuyệt vời rồi. Vâng, một mình chú nhà có cả thằng em với lại lái xe ở đang ngồi ngoài kia. Ở đây là phần tầng dưới nha các bác nhé, bao gồm cả những cái khuân chân đôn này cũng là của mình này. Đây này, đấy, bên này cũng là mình làm đây, chính là khuân của mình đấy. Rất là nhiều nhá, hôm nay bà bàn cỗ nó che đi thì không thấy mấy thôi.
đấy, bên mình thi công và hoàn thiện từ đầu đến cuối. À, quên mất các bác, cái còn cái phần giải nền ở dưới phần tầng dưới này, giải nền này thì không phải bên mình làm nhé, mà là bác chủ bác ấy nhờ anh em về giúp thôi, đỡ được cái phần này. Cầu thang này rộng mấy thứ hai nhá, khi hoàn thiện xong thì phần lan can xong nó còn đâu đó khoảng hơn 1 mét một chút. Nên cầu thang hình chữ Y. Đi trụ tròn nhá, trụ tròn trơn không có hoa văn, để vẽ vân gỗ vào đây này các bác này. Cực kỳ là business luôn. Đây là cửa thép vân gỗ nha các bác nhá. Cửa này cũng là cửa thép vân gỗ. Loại 3 triệu một mét vuông. Đọc giá cả các bác luôn. Vâng, chào bà. Chào con. Vâng. Đi hai cầu thang nha các bác. Đây, cái phần này là cầu thang đi lên giữa nhà và bếp. Thì còn ở đằng kia là một cái cầu thang chữ Y đường này nữa này. Đấy, đây là phần lan can bên ngoài. Thế còn chi tiết phần bên trong căn nhà nha các bác nhé. Đây là phần mái. Phần mái được đổ bê tông và sơn màu. Toàn bộ cái phần sơn màu này là phần bằng bê tông nhá, và bên trên lợp lớp ngói. Thế còn về hoa văn rồi con chuyền các thứ đây. Đấy, công năng bên trong căn nhà thì đây các bác này, nhà này được chốn cột, cũng làm chốn cột như những bao những nhà khác. Chỗ này chốn một điểm, chốn một điểm và một điểm chéo ở chỗ kia nữa. Còn phần đây là cái không gian phòng ngủ, nguyên phần người Thái thì để riêng cái phần bên mình gọi là cái hàng nách ra để làm phòng thờ đây. Còn đây là phòng ngủ nhá, các cái phòng ngủ này có diện tích 13 m². Những cái bức tường này đều là phần xi măng cát nhưng mà được sơn vân gỗ nha các bác, được bên mình nhá, thợ bên mình sơn đây. Nói dạ một mình lên thôi, không cho vợ đi theo thì không dám uống rượu. Vâng, đang làm ở bên Cỏ Nòi. Thế bảo mang cả vợ đi được tí không dám uống rượu mà này. Vợ không cho uống rượu nên không dám mang đi. Có xe mượn đâu chú. Đây là ông chủ nhà, bác chủ nhà nhá. Thế còn hôm nay mình xuống đây thì cũng có bác chủ nhà nữa là đang làm ở bên Cò Nòi. Đấy.
Còn đây là bác chủ nhà ở Sơn La, à, Mai Sơn ở Bản Kéo. Đây ông chủ nhá, ông chủ nhà đấy nhá. Đấy, giới thiệu toàn thể với các bác như vậy. Cái công năng đằng sau là phòng ngủ đây. Thế còn đây là cái không gian phòng bếp được bố trí như thế này các bác này. Phần bếp thì để dư hẳn ra một gian này để làm cái điểm view xuống ao này. Đấy, điểm view ra ao, ra cánh đồng, đi ra nhìn hướng, nhìn ra huyện. Thế còn phía trong này á, được bố trí đây là nhà tắm, nhà vệ sinh. Phần lan can này, cầu thang bê tông được bên mình là hoàn thiện là kiểu dùng cái con song, con tiện hình chữ S và sơn kéo hẳn bằng vân gỗ, giả gỗ mà nó giống gỗ luôn các bác, có vân nhá. Bên này nhà tắm, nhà vệ sinh mình. Còn tiếp theo là kế bên đây là dành một cái phòng này, nó rộng chừng độ 16 mét vuông để làm bếp, bao gồm có bếp củi, bếp từ. Đây là bếp từ, bếp ga âm, tủ bếp và hệ thống nước lấy nước, tủ chạm treo này. Vâng, em đã quay chậm đấy. Để các bác xem chi tiết cái phần vân gỗ bên thợ mình đã thi công nhá, đã vẽ đây. Mình sẽ đi rất chậm để cho mọi người theo dõi. Thế còn các cái phần hoa văn đều đi đồng màu hết nhá. Hoa văn đây.
111 mâm á. Còn những cái phòng ngủ ở bên kia thì mình không tiện đi vào các bác nhá. Đây mình đi vào một cái phòng gọi là những cái phòng trưng đặc trưng. Các cái phòng kia cũng giống như vậy, cũng lăn màu như này thôi, không vẽ vân gỗ. Đấy, lăn màu bên ngoài thì vân gỗ, còn bên trong thì lăn màu. Đấy, từ đầu video thì bên em cũng đã công bố cái giá cả hoàn thiện xong cái công trình này. Đấy, hết 1 tỷ 3, có bao gồm tiền công, tiền vật tư, vật liệu, bao gồm cây chống cốt pha, vẽ cửa, rồi sơn. Gạch thì sử dụng loại gạch thẻ, gạch đắt tiền nha, loại này chưa có công đã là 220.000 một mét vuông. Còn ở trong này thì gạch khác, màu khác. Chào chú Huy Phượng, hôm nay đẹp trai chứ? Hả? Chú chào, hôm nay đẹp trai thế.